ngày 26 tháng 3 vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vừa thắng đậm U23 Thái Lan với tỷ số 4-0 ở vòng loại U23 châu Á. Chiến thắng này đã tạo ra một làn sóng vô cùng hưng phấn trong người hâm mộ bóng đá cả nước. Tuy nhiên, những người thận trọng bên cạnh niềm vui còn bày tỏ sự lo lắng với những cách thể hiện niềm vui và những lời khen nhiều khi bốc lên tận mây xanh của một số fan hâm mộ bóng đá. U23 Việt Nam vừa gây bất ngờ khi làm nên chiến thắng 4-0 với đối thủ U23 Thái Lan, một đối thủ được cho là đáng gờm. Đây là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử đối đầu với người Thái, giúp thầy trò ông Park Hang-seo không chỉ giành vé đến vòng chung kết U23 châu Á 2020 đầy thuyết phục, mà còn khẳng định vị thế của một nền bóng đá đang vươn lên mạnh mẽ. Sau trận đấu, không khí vui mừng, hồ hởi và phấn khích lan tỏa khắp nơi. Mạng xã hội bùng nổ những lời khen ngợi đối với thầy trò Park. Tuy nhiên, cũng có những người vì quá phấn khích mà tung hô hết lời, khen ngợi không ngớt các cầu thủ nước ta và lên tiếng chê bai các cầu thủ nước bạn. Một năm qua, U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam được coi là anh hùng dân tộc, chiến binh dũng cảm, đấu sĩ kiên trung, người viết sử, hay mỗi bàn thắng đều được ví von với siêu phẩm, đẳng cấp thế giới, tầm vóc vĩ đại. Như bao môn thể thao khác, một trận bóng có người thắng cũng có người thua, chặng đường của bóng đá nước nhà còn rất dài và nhiều khó khăn. Nhiều người cho rằng người hâm mộ bóng đá Việt Nam nên bình tĩnh hơn, kiềm chế hơn. Những chiến thắng đó thực sự rất đáng tự hào, rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên, vui cũng nên có chừng mực. Thắng đừng tự kiêu, thua không cay cú. Đừng nên khoác những tấm áo quá rộng cho các cầu thủ trẻ. Không biết ý kiến của hai vị thế nào, chứ theo tôi thì trong thể thao, nhất là trong bóng đá mà thắng mà lại không tự kiêu mà thua không cay cú thì cũng khó. Bởi vì thể thao, nhất là bóng đá, là cái môn đối kháng rất là cao. Cho nên là điều rất dễ hiểu là sau những trận thắng trận thua từ trước tới nay người ta đều người hâm mộ được bộc lộ cảm xúc theo cách của mình. Tuy nhiên với cái sự kiện rất là mới này thì nó lại cho thấy những điều khác. Tôi rất là mê bóng đá và thắng thì tôi cũng rất là vui thú. Và có thể là nhà tôi nhảy lên một mình với cái tivi thôi. Nhưng có một điều thế này, thì thông thường ấy là chúng ta đầu tiên phải bằng ý chí của người Việt Nam. Vâng, đấu sĩ hay là gì đó là chúng ta thắng bằng ý chí của người Việt Nam. Đó là cái điều thứ nhất chúng ta đáng phải nói. Thứ hai là như vậy, tất nhiên ý chí này không thể là cái ý chí mà được. Phải có rèn luyện, huấn luyện, phải có nâng cao chiến thuật, phải có cái nền tảng vật chất của một nền bóng đá. Thì nếu chúng ta duy trì cái đó thì chúng ta phát triển. Sau đó thì tôi lo lắng, thưa anh Dũng, là bởi vì là chúng ta có duy trì được cái này nữa không. Và lịch sử bóng đá Việt Nam cho thấy rằng là trong nhiều năm qua cũng có lúc chúng ta thắng và có lúc chúng ta tưởng là chúng ta sẽ thế này thế kia, nhưng rồi lại lắng xuống. Bởi vậy cho nên là cái duy trì ý chí Việt Nam, gọi là đấu sĩ hay là người chiến binh vân vân, nó chỉ có thể duy trì được và có thể chiến thắng được trong cái điều kiện nền tảng vật chất của bóng đá, tức là đào tạo cầu thủ. Và có nghĩa là gì? Nghĩa vụ của chúng ta trong việc xây dựng nền bóng đá này còn lớn lắm. Và chính là trong cái ý kiến của anh đã có câu trả lời, tôi nghĩ như thế. Bởi vì rõ ràng là cá nhân tôi nhìn nhận cái thắng lợi của trận đấu vừa rồi thôi. Nó không ngẫu nhiên. Nó phải là kết quả của một quá trình hàng chục năm vừa rồi chúng ta đã nỗ lực. Nỗ lực từ cái việc là chống tiêu cực trong bóng đá này. Nỗ lực trong cái việc là xây dựng trung tâm đào tạo bóng đá trẻ này. Rồi chúng ta nỗ lực trong cái việc là nâng cao chất lượng của các giải đấu quốc nội. Tất cả điều đó nó cho thấy là lớp trẻ của chúng ta trưởng thành gần. Bởi vì chúng ta đã biết là cũng đội bóng này, nhưng mà mấy năm trước tôi thua tới 6-0 mà cũng vẫn thua Thái Lan như thế, U19 phải. Vì vậy cho nên là nó cho thấy là chúng ta đã có quá trình trưởng thành. Do đó chiến thắng này là tất yếu. Và vấn đề chỉ là ở chỗ là anh phải giữ vững được cái phong độ đó, giữ vững được tất cả những yếu tố nền tảng như anh vừa nói. Tôi là người làm sân khấu, tôi nghiên cứu về sân khấu thì tôi thấy là sân khấu và sân cỏ nó có một cái mẫu số chung. Vâng. Là những người biểu diễn trên sân khấu và trên sân cỏ đều là kết quả của một vị lãnh đạo đứng đằng sau. Đấy chính là đạo diễn. Vâng. Tôi chưa thấy một người nào tài ba đến như thế. Ông đưa ra một chiến lược, sau đó ông đưa ra chiến thuật và ông thay người, mỗi lần thay là tỷ lệ thay đổi. Do vậy một những cảm hứng lớn nhất và người Việt Nam vừa rồi chiến thắng 4-0 với đội Thái Lan là tôi đá với anh bằng toàn bộ sự chủ động của nền bóng đá Việt Nam đã được giáo dục tử tế và được ứng xử tử tế bởi một người tử tế. Tôi nghĩ là cái so sánh giữa sân khấu với sân cỏ là so sánh rất thú vị và hoàn toàn đúng. Bởi vì ở đấy trước hết nổi lên vai trò của đạo diễn, về cái vai trò, về cái tầm quan trọng của Park Hang-seo đối với bóng đá Việt Nam thì báo chí cũng đã nói nhiều và người ta có thể sẽ còn tiếp tục bàn.
Tuy nhiên cá nhân tôi nghĩ như thế này, đó là một yếu tố mang tính là những cái tác động trực tiếp, nhưng mà để quyết định được thì nó phải là những cái yếu tố có chiều sâu hơn nữa. Ví dụ ta vừa nói quá trình đào tạo bóng đá trẻ, cái việc làm trong sạch bóng đá Việt Nam, cái việc là liên tục có những tìm tòi đổi mới. Và cũng phải nói thêm như thế này nữa, thực ra chúng ta đã biết rồi, trong bóng đá khi đã vào một trận như trận vừa rồi thì đôi khi là thể lực là yếu tố đầu tiên, vì khi anh đảm bảo được thể lực thì anh mới có thể thực thi được chiến thuật. Cho nên là một chuyên gia bóng đá bình luận là khi đã vào trận như thế rồi thì vấn đề chiến thuật chiến lược chỉ là hàng thứ hai thôi. Khó thể trách được cái anh huấn luyện viên, mà vấn đề là thể lực của từng cầu thủ có đảm bảo để thực hiện được cái chiến lược chiến thuật mà huấn luyện viên đặt ra hay không. Mà ta đã thấy vừa rồi, chính báo chí Thái Lan đã nhận xét là đá đến phút thứ 60 thì các cầu thủ Thái đều bị sụt pin nhưng mà cầu thủ Việt Nam đá đến cùng và họ đảm bảo thể lực, thì đấy là yếu tố đầu, một trong những yếu tố để tạo nên chiến thắng. Nhưng cũng để nói rằng một điều là chúng ta đã đi đúng hướng. Ý kiến của luật sư Phan Công? Tôi cũng đồng tình với chị Thái. Những cái sân khấu của chị Thái cũng khác nào cũng như là cái trận đánh của chúng tôi, cũng có những người lính, cũng có hậu cần để bảo vệ, bảo đảm nuôi quân đánh thắng, và cũng có người chỉ huy tài giỏi điều chỉnh. Nhưng như thế có nghĩa là gì? Tức là cái sự chiến thắng này là nó bao gồm rất nhiều yếu tố, và đầu tiên thì là ý chí dân tộc, thứ hai là có người chỉ huy tài giỏi, và thứ ba chúng ta phải có một cái nền tảng chuẩn bị là cơ sở vật chất để chiến thắng, người cầm quân trực tiếp, người cầm quân và là người chỉ huy tài giỏi. Ông Park Seo làm điều đó rất là tốt. Với chiến thắng vừa rồi của đội Việt Nam đối với Thái Lan thì tôi nhìn nó ở hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất, tôi nghĩ rằng đây là điều tất yếu vì chúng ta đã đến lúc như thế này. Và tôi rất không đồng ý quan điểm rằng là cái tâm lý là thắng được Thái Lan là cảm thấy là rất tự hào. Vì tôi nghĩ rằng điều này là đương nhiên, chúng ta đã đứng ngang, thậm chí đứng trên cái Thái Lan về mặt thứ bậc, và chúng ta phải nghĩ tới những cái cấp độ với những đội tuyển khác. Đội Thái Lan không phải là cái niềm tự hào của chúng ta để chiến thắng đó. Đấy là ý kiến của tôi là như vậy. Ý kiến của anh cũng rất là đúng thôi, nhưng mà với cái này này, cái người Việt Nam ấy, tất cả những cầu thủ trên sân ấy, nỗi sợ hãi Thái Lan đã thành một cảm giác thường trực. Lần này không có. Vâng, đúng rồi. Và cái đấy là một quá trình. Đúng. Và cái thể lực cũng thế. Vâng. Vì cái đầu điều khiển thể lực chứ không phải thể lực điều khiển cái đầu. Vâng. Do vậy là vì nó chơi một cách cực kỳ thoải mái và nó không sợ Thái Lan nữa. Vâng. Do vậy từ chạy từ đầu đến cuối, tôi đã đọc rồi, chạy từ đầu đến cuối mềm mại uyển chuyển và đến cuối cùng chẳng phải rất là đảm bảo chiến thuật. À, cái đấy trong nghệ sĩ người ta gọi là phấn hứng sáng tạo. Và cái đấy không có thì thủ tiêu, vì Thái Lan là một đội bóng đá cực kỳ mạnh. Và không có cái phấn hứng ấy, không có cái điều khiển thổi được cái phấn hứng ấy của cái ông của Lê Bình vào là thua là cái chắc. Vấn đề ở đây là tôi nghĩ thế này, tức là cái sự kiện vừa rồi ấy là nó đánh dấu một thời điểm mà từ bây giờ chúng ta phải bắt đầu phải suy nghĩ khác về chính chúng ta và về Thái Lan, và chúng ta đương nhiên phải nghĩ tới những cái chuyện xa hơn. Đấy là khía cạnh thứ nhất tôi đã đề cập tới. Nhưng còn khía cạnh thứ hai thì tôi thấy như thế này, chúng ta cũng phải thận trọng, bởi vì đây là chiến thắng của đội U23. Và ở Thái Lan ta nhớ rằng là giữa đội U23 và đội tuyển quốc gia là hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn khác nhau, mặc dù cái đội U23 vừa rồi là thành phần sẽ có nhiều người rồi sẽ được lựa chọn cho tuyển quốc gia, nhưng mà nó khác nhau. Vì vậy cho nên là khi nói chiến thắng của một cái nền bóng đá là người ta nói tới đội tuyển quốc gia kìa. Tất nhiên nếu chúng ta nhìn nhận lại những chiến thắng của đội Việt Nam ở trong cái đấu trường châu lục và quốc tế vừa rồi, ta thấy ngay rằng là chúng ta đã khẳng định mình và chúng ta cho thấy rằng chúng ta đã đến cái tầm này và chúng ta không còn phải sợ một anh Thái Lan bên cạnh nữa. Vấn đề của chúng ta là cái xa hơn, nhưng cũng phải rất thận trọng. Và bóng đá là như vậy, khi anh là lên ngôi vương rồi lúc nào đó anh cũng sẽ phải rời khỏi ngôi vương để người khác lên ngôi, và chính chúng ta nếu như chúng ta ngự trị trên ngôi vương rồi đến lúc nào đó có thể chúng ta sẽ bị thay thế bởi một cái nền bóng đá khác. Điều này là điều bình thường, cho nên là phía trước đang còn rất dài, ngay cả giải U23 này thì cũng thế thôi, nó đang còn chuẩn bị cho tới những cái vòng sau rõ ràng là khốc liệt hơn nhiều. Và sau thất bại này chắc chắn là người Thái sẽ có những cái điều chỉnh rất ghê gớm. Chiến thắng vừa rồi khiến họ bị sốc, cả một nền bóng đá, cả người hâm mộ Thái Lan bị sốc ghê gớm, quay ra trách móc trách cứ lẫn nhau, và cũng không ít người nói rằng là như vậy là Việt Nam đã ở trên Thái Lan rồi. Và ta nhớ là con Kiatisak cũng đã từng không lâu đã từng phát biểu là 10 năm nữa bóng đá Việt Nam mới đạt đến trình độ Thái Lan, nhưng bây giờ đang phải rút lại ý kiến rồi, tức là họ bị sốc. Nhưng chúng ta cũng đừng vì thế mà cảm thấy là quá tự hào, quá tự tin. Ta bình tĩnh và tiếp tục chiến thắng bằng cái những điều chúng ta đã có và những điều chúng ta sẽ có. Vâng, thưa anh Dũng, đây mới là vòng loại thôi. Vâng. Về nội dung của câu chuyện thì nếu mà chính thức, nếu Thái Lan không phải nước chủ nhà đăng cai thì Thái Lan đã bị loại, Việt Nam là duy nhất của Đông Nam Á vào cái vòng chung kết.
Và đây là vòng loại thì còn vòng chung kết của nó. Thái Lan cùng bảng với chúng ta. Điều đó là tôi cứ lo. Vâng, có lẽ chúng ta phải cố gắng hơn nữa, đừng vì thắng không kêu, bại không nản. Vâng. Và cần phải làm thế nào đó để mà kết quả của U23 cuối tháng 5 ấy thì chúng ta mới thấy rằng là thực lực của chúng ta. Và một trong điều nữa là tránh thái độ miệt thị. Vâng. Bởi nói thế thôi nhưng trên mạng xã hội nhiều người nói giọng quá coi thường, lôi hết người này kia ra rồi là hỏi han rồi hoảnh hoẹ rồi là tóm lại là ca ngợi hết lời, thì cái bốc đồng thế thì thôi cũng thông cảm thôi. Vâng. Trong cơn say chiến thắng. Nhưng mà có lẽ chúng ta sẽ phải bình tĩnh hơn và nhìn câu chuyện này trong cái lộ trình lớn hơn. Chúng ta có niềm tin và chúng ta biết rằng bóng đá Việt Nam đã bước sang giai đoạn mới. Chúng ta sẽ tiếp tục đi như thế này. Các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ trên cơ sở của chiến thắng này sẽ còn đi tới bước dài hơn nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn phải bình tĩnh, nhìn nhận, tỉnh táo và chiến thắng bằng cả cái đầu lạnh nữa, chứ không đơn giản bằng trái tim nóng hay là bằng thể lực sung mãn. Tôi nghĩ như này, cái này là mặt trái của mạng xã hội đấy, và cũng là mặt trái của truyền thông. Vì truyền thông là nơi bây giờ là người ta muốn nói cái gì cũng được, nhất là thông qua mạng xã hội. Cho nên là người ta đưa tất cả những cái loại tình cảm ấy vào. Mà mình phải định hướng là này, đúng, thắng không kêu, bại không nản. Và Thái Lan không phải là một cái gì dễ đùa cợt đâu. Là anh cứ mắng chùm mắng lộc lên rồi anh đưa ra một cái anh chàng bị thẻ đỏ đuổi phát ra sân, thì anh thấy là bóng đá Thái Lan suy sụp không có đâu. Người ta bóng đá nó là cái bất ngờ khủng khiếp. Và cái này cũng không ai ngồi trên ngôi vương mãi được cả. Ngay cả Mourinho là người tôi vô cùng hâm mộ mà cũng bị tụt dốc rồi. Huống hồ thì tôi chỉ thấy như này này, một nửa là bóng đá Việt Nam cần phải xem lại một cách cực kỳ cẩn thận cái thế của mình ở đâu và cái lực của mình ở đâu để đi tiếp. Vì người ta đi đường dài, chứ người ta không vì một chiến thắng này mà người ta lại thấy là người ta số 1 rồi. Không có đâu. Đề nghị các chiến binh hạ xuống mặt đất cho tôi. Thứ hai là người hâm mộ Việt Nam cũng nên điều chỉnh thái độ. Vâng. Bởi vì không nên khích bác cái người mà mình thấy là bị thua. Và không nên ca ngợi quá nhiều cái người mà thắng. Nhất là người của mình. Thì ra là bị lệch chuẩn về chuyện hâm mộ và chuyện chửi bới. Thí dụ tôi không thấy cái gì hay ho trong cái việc là nói cái đội Thái Lan chẳng ra một cái gì trên mạng cả. Và kèm theo rất nhiều xúc phạm. Tôi thấy như thế không tốt thì một tí nào. Tôi đề nghị những người hâm mộ Việt Nam là có một thái độ thẳng thắn, tử tế và lương thiện đối với cái việc hâm mộ đội mình và chỉ trích đội bạn khi bị thua. Nhá, tức là nói tóm lại là cổ vũ nhưng mà phải chuyên nghiệp. Và cổ vũ nhất là trong trường hợp anh lại là người chiến thắng thì càng cần sự cao thượng, càng cần sự thể tất và cần một cái nhìn công bằng hơn. Vì vậy chúng ta rất tự hào với chiến thắng của đội tuyển, nhưng đồng thời chúng ta cũng chưa thật sự đồng ý với một số cái cách nói, cách nhìn hơi quá khích và có vẻ hơi coi thường đội bạn. Chúng ta vẫn thấy rằng bóng đá là một cuộc đua tranh khốc liệt và tất cả những cái điều bất ngờ vẫn đang nằm ở phía trước, và đấy chính là cái sự hấp dẫn và vẻ đẹp của bóng đá.